lời chào trân trọng nhất. Sau đây chương trình văn nghệ xin phép được bắt đầu. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người như ngọn hải đăng kỳ diệu đưa con thuyền dân tộc Việt Nam vượt qua mọi phong tố để hướng tới một tương lai tươi sáng, với tấm lòng kính yêu dành cho vị chủ tịch nước một đời vì nước vì dân, xin được giới thiệu với quý vị bài hát ca ngợi Hồ Chí Minh do hợp ca nam nữ Thiêu Chí Cục Cao Đảng Bản Đồ trình bày. Xin quý vị một tràng pháo tay cùng vũ ạ.